Chào tất cả các bạn, thân mến. Hôm nay thì mình về quê và các cái loại cây ở vườn của mình đó bắt đầu có những cái loại trái mà rất là đẹp và ăn rất là ngon. Đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đây là nhãn xuồng cơm vàng. Nhãn xuồng này các bạn. Trái còn nhỏ mà mình muốn mình quay để sông ra biển quay mẹ mình á. Qua tìm đôi chữ trôi mãi gì đâu. Em ra đi đã mấy thu sâu, mơ ước sang giàu bỏ lại chiều nghiêng bóng quê. Đêm nay trăng dừng tàn canh thâu thêm hoành dân. Hey. Em đây hai bà cháu nè. Bà già quyền lực của cái năm vừa rồi đó, rồi nó bây giờ là lưng cộm hơn như thế này nè các bạn, thấy thương lắm, bám giường bám đất đây, đây nè, mẹ mình nè, má ơi mấy cái cây nhãn này là mỗi một năm là được mấy mùa hả má? Ôi trời, mùa hả? Rồi mình chăm sóc cực lắm không? Sao không quay mặt cho tôi thấy mà ngày đêm mong đợi. Đó, thấy bà mẹ quê không? Đó, mẹ quê. Mẹ quê với cháu ngoại nè. Đây, tên rất là đẹp xuân đi nha. Đó, rồi. Đây, đây nè các bạn, nhìn nè. Sai hết sức không? Lâm nhãn. Không phải xuồng cơm vàng. Nhưng mà nó cũng không được sai lắm hả mà. Sai à? Sai không? Nhưng mà nó có nhiều lớp ha. Cái trái nhỏ xíu cũng có nè. Rồi cái trái to to cũng có nè. Đây, cái đu đủ. Thì chút xíu nó quay đây, mẹ quê là rất là đẹp phải không? Má chào mọi người đi. Đó, sẽ có nhiều người coi lắm đó. Rồi bữa nay mẹ quê còn đẹp quá. Nè con chào chào đi. Bé ta cho rất là dễ thương nè. Đó, con tên gì? Xuân Thi họ có đứa cháu ngoại là đủ vốn rồi. Đây nè các bạn thấy không, bông rất là nhiều nè. Đó, hoa nhãn, cái mật, ông mật đó các bạn thích cái hoa nhãn này lúc nở vậy nè thì lại có đến đó để hút mật. Trái nè, trái rất là dễ thương, thì mới tượng mà, nói chung là có rất là nhiều lứa. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra các cái loại cây măng cụt rồi nha các bạn. Đi ra cây măng cụt, chào các bạn, hẹn gặp lại. Chào các bạn, các bạn thấy đây là cây mít, mít này chắc mít Thái không ạ? Mít Singapore, đây. Trời ơi, con nè. Bữa nay Xuân Thi vui không? Vui không con? Con ôi ơi thấy thương bóng mẹ nè. Gì vậy con? Đây ô bể ta chào hai bà cháu nè. Ôi ơi mẹ quê, mình có viết một cái bài hát đó các bạn. Mẹ quê đó, chợ quê gắn bó như nhà là bà mẹ quê này nè. Trời ơi, thích đi chợ dữ lắm luôn, bây giờ đi hết muốn nổi rồi. Thấy thương. Đây, đây nè, má lại má đứng ngay cái trái mít đó đi, cái con quay luôn. Đó, dịnh dịnh cái trái mít đó nha. Rồi, đó, nè con nhìn vô má nè. Đó, cười cái coi, nhìn vô cười đó. Rồi. Rồi đi ra về dài đây nữa nè, tới cây măng cụt. Ừ, để quay măng cụt nè, các bạn thấy nhãn không? Hồi nãy giờ đã rất nhiều trái rồi, bây giờ nè. Ôi ôi, thấy thương quá trời luôn. Đây nè, hey, như trái này là ăn được nè. Đó, hai trái này là ăn được nè. Ôi, ôi, ôi măng cụt các bạn ơi, thấy ham quá rồi. Mèn ơi, măng
nó đi măng cục quá chinh quá nhiều rồi. Nói đi con, măng cục quá nhiều rồi. Đây, các bạn thấy không? Nhưng mà năm nay là có bộ không biết có ngon lắm không, mà thấy cái mồi có bộ cái mùa mưa này không biết nó có bị nó sao nó bị mủ này. Ôi ôi thấy thương nè. Đó. Ôi ôi thấy ham quá. Trời. Con sông ra biển đi ra gặp bà ngoại tìm đưa chữ à, bà ngoại gì đâu. Bà ngoại lưng còng tóc bạc là bà ngoại quyền lực của gia đình đó, các bạn thấy không? Rồi ôi cái trái nó đẹp rồi nè, cây này thì ngon hơn cây kia, cây này ít mủ nè. Ôi ôi thấy ham, con có thấy ham không? Ham hả? Mẹ ơi đây nè. Ý, cái trái măng cục cũng bự nè. Nè, quay bé. Đâu bé anh nhón lên lấy tay đụng vô trái măng cục coi. Nè nè, con hãy con lấy tay đụng vô trái măng cục đó đó. Đó, thấy không? Nè. Đây nè, đây nè. Rồi, gió tay lên đây. Tới không? Nè nè, đó. Ừ. Rồi rồi thôi được rồi. Được rồi. Đây nè, trong cái nách lá này các bạn. Đây nè, đó thấy thương quá. Thấy thương, đừng. Thấy thương quá. Đây. Nè cái chùm nè. Thấy ham quá các bạn ơi. Trời ơi, nữa chắc mình đang mang cục mình bán cho mẹ mình quá. Quá nhiều rồi. Ôi cái trái này chín rồi nè. Đó, các bạn thấy chín chưa? Đẹp quá, đẹp gì. Màu hồng rất là đẹp. Đó, quê hương của mình, vườn của mình. Có bào ngoại lưng còng tóc bạc. Má thấy vui không má? À, rất là cực khổ mới được vậy đây đúng không? Rất là cực phải không? Con sông kia dần chai. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra cây chôm chôm nghe. Cây chôm 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 quay tiếp, chào các bạn. Đây. Các bạn xem đây nè. Ồ, đúng rồi. Đây là cây đu đu đủ có trái, đu đủ nhật hả má? Ôi ơi, đẹp. Để mình quay cho nó đúng sáng và nó cho đẹp. Đây, nè nè má vô đứng ngay cây đu đủ đi. Chăm sóc đi. Để đi qua đây ha. Rồi ôi cái đu đủ thấy ham trái quá trời rồi. Đu đủ nhật. Các bạn mình có muốn ăn đu đủ nhật, alo Mạnh Tiến nha, nhiều lắm, bán cho mẹ mẹ già luôn. Này. Đây là có cái cây dâu. Cây dâu mà lúc trước trái rất là sai nè. Hôm nay tết xỉu. Đây là cây chôm chôm. Cây chôm chôm không có trái. Nhưng mà cây nào có trái vậy má? Vậy là mình đi ra. Đây là vườn chôm chôm các bạn. Vườn chôm chôm. Ngày xưa đó nhà có trồng cả cái cây sầu riêng nữa, nhưng mà đốn hết trơn á, uổng quá trời luôn. Thì mai hai bà cháu nè, hai bà cháu đi nè. Đó. Con thích trái cây không Xuân Thi? Con thích cây không? Thích cây hả? Đây nè. Đây là gắn cái hệ thống tưới nè. Vậy đây là mở dò ra một cái nước xịt xung quanh cái gốc của từng gốc luôn. Đây nè các bạn, cái này là cây đang sung sức là năm sau chắc là sai dữ lắm. Đó, ở ngoài vườn là cái cây mãn cầu. Mãn cầu ta. Ủa cái cây nào có trái nhiều mà mẹ quê. Rồi, các bạn đi với mình nha. Đi ra cái cây. Cái cây cuối đó. Rồi, cây cuối. Ô vậy là không có đều. Rồi cây măng cục này, cây chôm chôm trái rất là nhiều. Tên 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 thấy ham quá. Trời ơi kỷ niệm.
Cái clip này là cái clip kỷ niệm nè. Đó, kỷ niệm của mẹ quê. Mẹ quê trồng cực khổ, chăm sóc cực khổ lắm các bạn ơi. Đây nè, đây, đây để mình quay mẹ mình nha. Đây, đó hai bà cháu nè. Đó, đó đúng rồi. Má ơi, cái cây măng cụt, cái chôm chôm này là mình trồng mấy năm mà hả má? Cái vườn này á. Dạ. Mấy năm? Ờ, có trái 5 năm ha. Nhưng mà mình trồng cực lắm không? Chăm sóc á. Ờ, nhưng mà cũng phải phân phướng này kia. Phân đây là mà rải toàn là phân cứt dê. Cứt dê nè, rồi phân phân chuồng nè, rồi các cái loại phân ở vườn nó ủ á các bạn. Nó chứ không có dùng phân hóa học. Đây nè các bạn. Đó. Ồ, đó con có thấy không? Thấy trái không nè? Thấy trái không? Đó. Ừ, thấy trái giỏi quá. Rồi, bây giờ má đứng nó đi, má đứng nó đi con quay cái à, chăm sóc gì lấy tay đó, lấy tay đỡ đỡ đồ lên nè. Đó. Cái chậm này ra. Đây. Theo